Em chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì cũng một mùa đấu trường nữa lại trôi qua. Thì không biết là các anh em mùa vừa rồi thì anh em có đạt được quán quân hay không. Nhưng mà mình cũng mùa vừa rồi thì mình cũng đã giúp đỡ cho khá là nhiều anh em, có thể là chuẩn hóa con đặc hơn và giành các cái giải đấu trường, quán quân đấu trường nó một cách nó dễ dàng hơn nha. Thì hôm nay thì cũng vừa kết thúc thì cũng cũng đang có thời gian rảnh nên là mình cũng mượn lại cái con nạc của chủ bạc và để mà vô, thứ nhất là review cho anh em về cái hướng đi, một cái hướng đi mới của cái con ép chí, để đối đầu, để cho anh em có thêm những cái kinh nghiệm để khi mà anh em gặp những cái lát mà đối thủ á, thì em có thể tùy biến, anh em canh chỉnh để anh em có thể là giành được những cái lợi thế nhất định trong cái quá trình mà anh em tham gia đấu trường đỉnh cao. Ok, thì cái phong cách hôm nay á thì nó là phong cách mà gọi là ép chí mẫn. Thì tại sao lại gọi là ép chí mẫn thì chắc là anh em cũng đã có hình dung, anh em mà chơi quá hay ép nhiều thì chắc anh em cũng có hình dung rồi. Thì cái con ép chí thì anh em biết là nó chủ yếu nó nổi tiếng là cái khả năng mà phòng thủ cao này, cũng như là cái việc mà tấn công mạnh mẽ nhờ các cái con bét mà con khi mà con ép chí nó triệu hồi ra. Thì để mà nâng cao cái khả năng mà phòng thủ của cái con ép chí lên ấy thì mình có song tu thêm một cái hệ là hệ con ép mẫn. Thì anh em chơi ép mẫn thì anh cũng biết là ép mẫn nó phòng thủ cao chủ yếu là nhờ cái khả năng né tránh của nó rất là cao. Tuy nhiên thì cái việc mà né tránh ấy thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là cái khả năng cái gọi là cái xác suất tập trúng. Là cái hai nữa là cái tỷ lệ chính xác của đối phương. Vậy thì cái phong cách này nó sẽ phù hợp với một số trường hợp mà anh em đối đầu đối với lại các cái lát mà có độ chính xác ở tầm trung cũng như là tầm thấp, ví dụ như là đắc lót lực này, DK trí, DK lực, hay là ép mẫn. Thì những cái class đấy thì nó có cái độ chính xác thì nó ở cái tầm trung bình thôi hoặc là tầm thấp, nhiều lát như đắc lót lực thì cái khả năng chính xác của nó rất là thấp. Chính vì thế để mà gia tăng được cái phòng thủ thì mình sẽ song tu thêm về cái xác suất né cũng như là cái chỉ số né tránh cho cái con ép chí anh em nhé. Rồi thì với phong cách này thì anh em có thể đi theo cái lối mình nói về cái thứ nhất là về cái bậc thầy cấp sao đi. Thì để mà song tu được một cái hệ mà theo nó thực sự là trâu bò theo cái hệ ép chí mẫn á, thì anh em quan tâm đến cái chỉ số, cái thứ nhất là chỉ số kháng kháng xuyên tâm, kháng hoàn hảo, giảm sát thương xuyên tâm, giảm sát thương hoàn hảo, và cái chỉ số thứ ba nữa là chỉ số né tránh nhá. Anh em không tập trung vào lấy các cái chỉ số bút tấn công quá nhiều, trừ khi cái chỉ số xác suất đó của anh em nó thực sự là cao thì anh em mới cần bổ sung vào để mà anh em gia tăng cái khả năng kết liễu trong một số cái trường hợp nhất định đó. Rồi và anh em sẽ không, mình sẽ không có lấy bỏ qua phòng ngự, tại vì mình đang chơi theo hệ trâu bò để mà cho cái con bé nó vã, cho nên mình sẽ không lấy bỏ qua phòng ngự nhá. Với lại bỏ qua phòng ngự thì thực chất là ở các cái con nạc thì cái chỉ số của nó thì nó cũng đã tương đối là cao rồi, ở 70 mấy% bỏ qua phòng ngự rồi mà nó lại ít, nó lại không có bị kháng anh em. Cho nên là cái việc mà anh em lấy thêm chỉ số bỏ qua phòng ngự thì theo như mình thấy ấy, thì mình cũng không không ưu tiên nó quá nhiều. Mà đặc biệt càng chuyển sinh cao thì nó lại càng được bút thêm nhiều các cái thuộc tính bộ. Vừa nhưng mà anh em sẽ chỉ cân nhắc lấy thêm đối với một số các cái lá mà nó được hưởng lợi từ cái bỏ qua phòng ngự, ví dụ như đắc lót lực thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ số nó cao quá rồi thì anh em lấy thêm nhiều vào thì nó cũng không còn hiệu quả lắm đâu nhá. Ok, thì mình sẽ bỏ qua cái phần chỉ số bỏ qua phòng ngự đấy. Bỏ qua tốc độ tấn công, mình sẽ chỉ tập trung vào những cái chỉ số đấy như mình vừa nói ấy, chỉ số phòng thủ thôi. Anh em tập trung ưu tiên phòng thủ, sau đó thì mới tới ưu tiên cái chỉ số búp sát thương mà cái xác suất của anh em là cao nhất. Ví dụ như con nạc này đang cái xác suất xuyên tâm nó là rất là cao, cho nên là mình ưu tiên mình sẽ lấy cái tăng sát thương xuyên tâm đó. Ok, vậy thì còn lại các chỉ số thủ thì mình sẽ ưu tiên cái thứ nhất là gì, kháng này, kháng là ưu tiên đầu tiên, kháng xuyên tâm, kháng hoàn hảo. Sau đó anh em sẽ giảm sát thương xuyên tâm và giảm sát thương hoàn hảo. Còn lại những cái chỉ số mà né tránh nó kết hợp cùng với hệ công ấy, thì anh em sẽ lấy né tránh hộ mình nhé. Hoặc là anh em có thể là bỏ cái búp sát thương hoàn hảo để anh em lấy cái né tránh hộ mình. Lấy cái né tránh. Và một cái chỉ số là chỉ số max HP. Tại vì max HP của cái con ép chí thì nó sẽ liên quan tới cái búp khiên.
cho cả bét lẫn người. Cho nên em cần phải ưu tiên nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy đây. Mình sẽ ưu tiên lấy các chỉ số thủ hơn. Max HP thì mình với chí mạng thì mình cũng sẽ lấy max HP chứ mình không có lấy chí mạng nha. Ok. Đây. Để mình xem nào. Đó anh em nhìn này, giảm sát thương hoàn hảo với lại né tránh thì mình vẫn ưu tiên mình lấy né tránh. Tại vì như mình đã nói là ép chí mẫn là một cái hình thức mà để song tu giữa né tránh để nó giảm được cái lượng đòn đánh mà anh em phải nhận. Cho nên anh em nên ưu tiên né tránh nhiều hơn, tại vì nếu mà anh em ấy, mà chơi theo kiểu nửa vời ấy, anh em lấy ít né tránh quá thì nó lại không còn hiệu quả được quá nhiều. Tại vì cái xác suất chính xác thì nó khi của kẻ địch khi mà anh em build lên, nó muốn build lên thì nó không phải là chuyện đơn giản. Tại vì nó liên quan đến hệ và khắc hệ nữa. Còn cái chỉ số né tránh ở cái con ép ấy, thì nó được hưởng lợi từ cái việc mà bậc thầy cấp sao nó chung với con ép mẫn. Cho nên là nó có được phép cộng thêm các chỉ số né tránh vào. Cho nên em có thể là búp lên cái chỉ số né tránh nhá. Đó. Anh em thấy không? Đây búp sát thương hoàn hảo mình cũng bỏ, mình không có lấy đam, mình lấy né tránh này. Đó, như vậy thì mình sẽ được tới khoảng gần 5.000 cái chỉ số né tránh, gần tương đương với cái bậc thầy cấp sao của con ép mẫn nhá. Ok chưa? Rồi mà vẫn cân bằng được cái nhát đánh chí mạng này. Rồi. Ok, đấy là về bậc thầy cấp sao. Như vậy thì anh em vừa trâu về cả cái chỉ số né tránh này, giảm cái đòn đánh nhận phải, vừa trâu về nếu mà trường hợp anh em nhận phải các đòn đánh thì nó cũng sẽ giảm cái xác suất mà kích hoạt các cái đòn đánh trắc Việt và giảm luôn cái sát thương nhận phải khi mà anh em trúng cái đòn đánh trắc Việt đấy nhá. Như vậy là con ép của mình nó cực kỳ trâu anh em. Rồi, không phải chỉ mỗi bậc thầy cấp sao thì nói về phần thiên phú thì thiên phú thì con lạc này hiện tại thì đang ở chuyển sinh 6. Chuyển sinh 6 cho nên là cái điểm của nó thì nó cũng không quá nhiều. Cho nên là mình thứ nhất đấy là mình sẽ không chơi theo cái phong cách mà lấy cái điểm thiên phú đặc biệt để hệ công để mà lấy choáng mình làm phòng ngự nữa, mà mình sẽ tập trung vô cái thứ nhất là gì, lấy máu này đấy. Tại vì chơi hệ này anh em chơi hệ này ấy, thì anh em được hưởng lợi từ cái khiên cứng lan tỏa đúng không? Vậy thì cái khiên cứng lan tỏa này nó sẽ có hiệu lực với cái nó sẽ có tỷ lệ hiệu quả càng cao khi mà máu máu và HP của anh em càng cao, và các con bét kế thừa nó cũng sẽ được hưởng cái lượng máu nhiều hơn, dẫn tới là khi mà kẻ địch đánh với anh em thì cái con bét nó sẽ lâu chết hơn, được chưa? Đó, thứ nhất là tập trung vào máu này, tăng máu này, thứ hai tăng khiên này, đấy khiên và giảm khả năng sát thương nhá. Đây anh em nhìn thấy không, mình lấy tất cả những cái gì mà nó có thể là tăng thêm được cái lượng máu cho con nhân vật. Ok, và một cái nữa là cái điểm tấn công thì mình sẽ không có lấy tấn công hệ bên trái nữa. Tại vì mình đã chơi hệ bét gọi là đứng tăng để mà cho con bé nó đánh mà. Thì anh em sẽ bỏ qua này. Bỏ qua hết nhá. Anh em cộng toàn bộ về bên trái cho mình. Điểm còn dư anh em sẽ lấy ở giữa. Thì tại sao mình lại lấy điểm ở giữa nhiều như vậy? Một phần ấy là vì để cho nó đủ điểm để mình có thể nâng tiếp các cái ô bên dưới của cái hệ công bên trái. Và một phần nữa ấy, là nó đây anh em nhìn thế này. Cái hệ công mà nhánh giữa thì nó là thủ. Nó lại búp cho anh em được cái hấp thụ sát thương này, tạo ra các cái khiên này, tương đương với 55% HP này trong 3 giây, mà cái thằng này là cứ 10 giây nó kích hoạt một lần. Mà anh em càng trâu thì cái tỷ lệ mà nó xuất hiện cái khiên này lại càng nhiều nha. Rồi cái thứ hai nữa là nó giảm tấn công của kẻ địch này. Đấy, nguyên tố giảm khi mà trong cái phạm vi vòng sáng, đây vòng sáng này nhá, dòng nước ánh sáng này. Nó có phạm vi đâu đó tầm khoảng tương đương với một cái đòn đánh kỹ năng của anh em là khoảng 5 mét. Thì nó sẽ giảm tấn công của kẻ địch 5,5% tấn công trong vòng 3 giây, tối đa cộng dồn là 3 lớp, 5 lớp. Tức nghĩa là nếu mà mắc là nó sẽ giảm cho anh em được khoảng là 27,5% tấn công của kẻ địch. Mà cái này nó sẽ khi mà con bét nó tấn công thì nó sẽ cộng dồn, mà trong vòng 3 giây thì gần như là xuyên suốt trận đấu ấy là cái đòn đánh tay của kẻ địch nó bị giảm đi lượng đam cực kỳ nhiều nha. Tại vì sao mình nói là giảm đi nhiều? Tại thứ nhất là lực tay cơ bản ấy, khi mà anh em ra các đòn đánh mà kết hợp với đòn đánh trắc Việt ấy thì nó sẽ được hưởng lợi từ cái đam tay nhân với cái xác suất và lượng búp sát thương lên đó. Cho nên là nếu mà anh em giảm được lượng tấn công này đi thì việc mà nó nhân với cái tỷ lệ mà búp sát thương ấy thì nó sẽ giảm đi được một cái lượng đam cực kỳ nhiều nha. 27,5% không phải là con số nhỏ, mà chưa kể kèm theo những cái hiệu ứng xấu khác thì mình chưa nói.
siêu lo tới đó thì anh em có thể thấy này tới cái kể cả cái việc anh em sẽ khơi chơi cái hệ này thì anh em xác định là không nhân bên trái rồi thì anh em không cần phải lấy cái điểm này lên đủ 6 điểm làm gì cả, anh em dồn hết qua thằng này qua dòng nước ánh sáng để làm gì, nó tăng cái khả năng giảm sát thương cho anh em luôn đấy 10,2%, được chưa, vừa giảm công kẻ địch này, kẻ địch đánh yếu hơn này mà cái khả năng phòng thủ của mình nó cao hơn này. Nếu mà nói đúng ra thì anh em có thể cộng dồn hai cái thằng nó lại để anh em biết được là anh em sẽ giảm được cái lượng sát thương từ kẻ địch là bao nhiêu. À, còn đương nhiên là chơi phong cách này là hệ thủ anh em phải lấy nhiều hơn rồi. À, cái này là do lúc mà chuẩn bị đấu trường đỉnh cao thì nó sẽ không có nhiều điểm cho nên mình không thể mà mình nâng hết toàn bộ những cái chỉ số phòng thủ lên được. Cho nên là mình sẽ tạm thời để thằng này 6 điểm để mà mình đủ nâng thôi. Còn ưu tiên lấy 20% max HP cho con Goblin nó sống sót nó lâu hơn. Tại nhiều khi những cái con đấy nó cũng bị dính ra một cái địch các anh em. Nên là cái khả năng mà bị kết liễu thì nó cũng 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 nhanh. Mà triệu hồi ra một con thì nó cũng sẽ tốn thời gian hồi chiêu khá là nhiều. Ok, lấy một điểm của chúa vạn hồn thôi nhá. Nếu mà khi mà anh em ít điểm anh em có thể lấy một điểm đây thôi. Tuy nhiên thì khi thời điểm đấu đỉnh cao ấy, thời điểm đấu đỉnh cao thì mình chỉ lấy một điểm này tại vì nó sau này thì sau khi đấu đỉnh cao xong thì nó còn liên quan đến các hoạt động tập thể và quân đoàn cho nên là chủ hoặc sẽ lấy thêm mấy 10 điểm ở đây để gia tăng được HP và công cho những con ép chí. Thì khi mà em đi các hoạt động quần thể thì cái chúa vạn hồn này nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc anh em tập trung nâng những cái thiên phú mà đơn thể nha. Ok rồi. Đó thì chơi phong cách này thì anh em sẽ tập trung vào lấy những cái mà tăng khả năng giảm sát thương. Đây thì anh em sẽ lấy full hết cho mình. Được chưa? Lấy full nhá. Đây và HP và giảm sát thương anh em sẽ lấy full hết luôn. Rồi. Ok, còn hệ nguyên tố này. Hệ nguyên tố thì nếu mà có điểm thì anh em nên lấy thứ nhất ít nhất là 2 điểm ở bên nhánh phải. Mục đích là gì? Cái thứ nhất là nó giảm được cái tốc độ tấn công của kẻ địch thì kẻ địch sẽ ra chiêu chậm hơn mình này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng giảm được cái lượng sát thương. Đương nhiên là kẻ địch đánh chậm hơn thì cái sát thương em nhận vào nó sẽ ít hơn. Và cái thứ ba nữa là cái con Goblin ấy, nó chết thì nó sẽ búp lại cho anh em được 100% max HP. Đấy, như vậy là anh em sẽ tự dưng là anh em thay vì nó hồi không được tí máu nào, nó giữ một máu thôi thì nó sẽ hồi full cây cho anh em. Thì như vậy là anh em sẽ gần như là thêm một mạng ấy. Nó trâu hơn rất là nhiều ha. Rồi. Ok nha. Đó rồi, sau đó thì anh em có thể là muốn thêm công để búp cho con Berry thì anh em sẽ lấy thêm cái dòng nguyên tố bên tay trái để búp thêm cái lượng đam cho cái con Berry và con đấu sĩ vàng. Ok. Đó thì đó là mặt bằng chung về cái phong cách chơi. Còn ví dụ như là lên thêm nữa thì dư điểm ấy thì anh em có thể là cộng cái thiên phú mà nhánh phải để búp thêm cái lượng sát thương cũng như là phòng thủ cho nhân vật này. Sau đó thì anh em sẽ lấy full hệ nguyên tố nhá. Anh em sẽ không lấy hệ công bên này. Hay không 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 lấy hệ công bên tay trái. Mà anh em tập trung vào thứ nhất là gì? Nếu mà có cánh 4, nâng vào cánh 4 để lấy thêm công này. Nâng luôn cái cánh tinh thông. Cánh sở trường này, cánh đời 4 nâng lên luôn để lấy thêm HP nhá. Rồi cái hệ đa dụng. Những cái nào mà cộng max HP cộng HP hoặc là giảm sát thương kỹ năng anh em cộng full hộ mình đây thấy chưa, anh em thấy chưa, mình sẽ cộng full hết nhá, cộng full full điểm vào đấy. Ok, chơi cái hệ này thì anh em đừng lên quá quan trọng những cái việc mà mở những cái mở được càng nhiều ô phía sau càng tốt, nhưng mà anh em chỉ cần quan tập trung vào những cái việc mà anh em nâng những cái điểm thiên phú quan trọng, nó bổ trợ cho cái thiên phú hệ thủ, thiên phú công, thiên phú đặc biệt hệ thủ thôi. Đó anh em chỉ cần chú ý như vậy thôi nha. Rồi. Ừ. Thì đây anh em có thể thấy là cái né tránh nó lên tới gần 30.000 này. Mà ở cái chuyển sinh 6 này ấy, thì ví dụ một con đây ví dụ mình có thể là soi cho anh em xem. Thì tại sao nó lại trâu hơn? Anh em nhìn nha, ví dụ như cái ví dụ nếu mà anh em đánh với Đắc Lót Chí ấy thì nó sẽ không có lợi thế tại vì anh nhìn cái chính xác của con Đắc Lót Chí nó rất là cao. Nó tầm 35 cho tới 40 mấy nghìn ở cái tầm chuyển sinh 6, chuyển sinh 7 cơ. Còn nhưng mà nếu mà anh em đánh với một cái con Đắc Lót Lực á đó thì anh em nhìn là chính xác nó có 15 nghìn thôi.
mà cái xác suất né của anh em nó tới 20 năm 27.000 thì là anh em nó trâu hơn, nó đương chắc chắn là nó sẽ trâu hơn rất là nhiều rồi. Đây để mình mở cái bảng xếp hạng server đi ha. Anh em xem. Đây ví dụ như đây anh em đánh với cái hệ Đắc Đê Đúc này. Đê Đúc thì cái tỷ lệ chính xác của kể cả mẫn hay là trí nó đều rất là cao. Cho nên là thường thì anh em thấy là ép mẫn mà hay gặp Đê Đúc mẫn hay là thì thường là đánh nó đánh cho anh em gần như là vào đam không có trượt một cái nào luôn anh em. Cho nên là ép mẫn mà gặp Đê Đúc mẫn là hơi bị ngán. Thực sự là như vậy. Đây còn con trí này cũng cùng con hệ ép trí nhá. Nhưng mà nhìn nó chính xác nó có 2 với 3 thôi. Nhưng mà cái né tránh của mình này, của mình so với nó này, nó chênh tới cả gần 10.000 này. Chính xác cái chính xác này nó còn thấp hơn né tránh của mình nó tới cả 4 5.000 cơ. Cho nên là chưa kể nhá, nếu mà anh em chơi ấy, anh em chơi cái khi mà nó mở quân đoàn rồi nó sẽ có cái thuộc, nó sẽ có một cái là khảm phù văn. Khảm phù văn. Phù văn cánh ấy. Thì anh em sẽ song tu thêm cái phù văn cánh này cho mình. Đây mình sẽ mở cho anh em xem. Phù văn cánh. Đây anh em nhìn, anh em sẽ song tu cái phong ngữ nhá. Đây là cái phù văn cánh của chuyển hai của con ép mẫn. Thì cái phong ngữ này ấy, khi anh em bút chúc phúc gió ấy, thì nó sẽ tăng cho anh em thêm 3% xác suất tân né. Vậy thì một cái cánh hai chuyển hai thì nó sẽ có 6 viên, vậy thì anh em sẽ tăng lên được 18% xác suất tất né. Như vậy thì cái khả năng né tránh của anh em sẽ cao hơn rất là nhiều khi mà kết hợp cùng với cái chỉ số né tránh hiện tại của nhân vật này, né tránh đến 27-28.000 này anh em. Nó dã man lắm, thủ cao né cao. Ok chưa? Rồi. Còn có một cái nữa mà anh em có thể là nghiên cứu thêm, ví dụ như là khi mà anh em đối đầu với các cái con Đê Đúc ấy. Đê Đúc thì nó có một cái đặc tính là cái khả năng CD hay là con Đắc Lót Lực cũng vậy, hay con Đắc Lót Chí cũng vậy, cái khả năng CD nó rất là nhanh, rất là cao. Thì anh em có thể cân nhắc song tu thêm một cái loại phù văn, đó là phù văn giảm CD của đối phương. Đây anh em nhìn nha. Tên gió lốc này. Thay vì anh em lấy hút máu cho cái con chiến thần vàng đúng không? Thì anh em sẽ lấy cái tên gió lốc, nó sẽ giảm được cái CD của đối phương một viên, nó giảm 6%. Vậy thì anh em sẽ giảm, ví dụ như là anh em chơi tầm chuyển 6 thì cái CD của ví dụ như anh em gặp con Đắc Lót Lực đi, nó tới 40% CD. Vậy thì một một cái viên khảm cánh có 3 viên đúng không? 12 này, 3 viên phù cánh thì anh em sẽ khảm được 6 viên cái phù chú này thì nó sẽ giảm được 36% CD. Đó thì gần như là đối phương là cái khả năng mà hồi kill của nó sẽ rất là chậm. Rồi hoặc là anh em gặp các con Đê Đúc Chí hoặc Đê Đúc Mẫn chẳng hạn, có nhiều anh em hiện tại bây giờ chơi theo phong cách mà Đê Đúc Mẫn mà hồi CD nhiều ấy, hoặc là thường thì Đê Đúc Mẫn mà chơi theo hệ bình thường thì cái hồi CD nó cũng rơi vào tầm khoảng 20%, thì anh em chỉ cần lấy đến tầm khoảng 3 viên này thôi, 3 viên của hệ Mẫn này anh em khảm vào, hoặc cùng lắm là 4 viên anh em khảm vào cái phù cánh chuyển 5 thì nó sẽ giảm được cái lượng hồi kỹ năng của kẻ địch rất là nhiều nha. Rồi ok. Nhưng mà mình có một cái khuyên cho anh em á, là ví dụ anh em mà đối đầu với cái con Đê Đúc Mẫn á, thì anh em cũng hạn chế lấy cái thằng này. Anh em chỉ lấy tầm khoảng 2 đến 3 viên thôi. Còn lại anh em phải bắt buộc phải lấy cái chiến thần vàng hút máu. Tại vì sao? Tại vì cái con Đê Đúc á, nó có cái kill mà kill đầm đầy độc với lại mưa băng á, thì nó sẽ cực kỳ dễ kết liễu cái con đấu sĩ vàng của mình nếu mà nó không có khả năng hút máu và hồi phục đến từ cái thiên phú. Chính vì thế là nhiều khi anh em vừa mới ra trận mà anh em đánh có một chút xíu mà cái con bét của anh em nó chết rồi thì lấy đâu ra đam mà gây lên người đối phương anh em. Đó, lúc đó thì mà mình lại đang chơi theo cái phong cách gọi là lấy thủ để làm công, lấy thủ để cho con bé nó đánh nữa, cho nên là anh em cần phải chú ý nhá. Tùy từng cái đối thủ thì mình sẽ cân nhắc mình sẽ lên theo hướng nào. Thì như mùa vừa rồi thì mình cũng build cái phong cách này cho bác chủ học, thì cái hiệu quả của cái đấu trường đỉnh cao vừa rồi nó cực kỳ hiệu quả, thì mình sẽ mở một cái trận đấu đỉnh cao mùa vừa rồi cho anh em xem. Trận đánh với cái hệ con Đắc Lót Chí, DK Chí mà hơn chủ hoặc tới 10 triệu lục chiến.
thì anh em vô anh em xem thử là vừa hơn lực chiến, nhưng mà cái trận đấu này anh em xem chủ Hạc Châu cỡ nào nha. Gần như là chỉ đứng cho bét nó vả thôi, và DK đánh gần như là máu không vào nhiều lắm đâu anh em. VIP thua, lực chiến thua, nhưng mà lại trâu hơn và mạnh hơn rất là nhiều. Đây anh em nhìn nhé. Đó, ba cái chỉ búp cái con bét lên, và ba cái đứng, ba cái búp các cái hiệu ứng thủ thôi. Và còn lại là bét xử hết anh em ạ. Cực kỳ nhàn nha, phong cách này đánh thì rất là nhàn. Đó anh em thấy không? Còn chưa mất được một cây máu của con ép chí mà. Mà ép chí thì chơi phong cách này thì nó có tới 3 cây máu. Phượng chưa mất. Anh em nhìn nhá, đứng im cho đánh này. Đó, cực kỳ nhàn, cực kỳ khỏe. Đâu có tội gì, tại vì cái con bét á, thì nó đánh thì nó sẽ phản đam trực tiếp lên người của con bét, chứ nó không có phản vào nhân vật nha. Cho nên ép chí mà đánh với DK chí thì được cái lợi như vậy. Ok, để xem mấy trận đánh với nhìn phát nhầm góc nhìn rồi. Xem trận đánh với D Đức Mẫn đi. D Đức Mẫn này thì yếu lực chiến hơn nên là chắc là đánh không ăn thua đâu, nhưng mà mình cũng xem thử cho anh em xem. Cái phong cách này thì anh em nếu mà trường hợp mà bét chết ấy, thì anh em vẫn có đam nha, chứ không phải bét chết là anh em không có đam hoàn toàn. Để mà có đam khi mà con bét nó chết thì anh em sẽ cộng thêm điểm vào cái hình cái con đầu sói ấy. Đầu sói thì nó sẽ búp thêm đam cho anh em. Rồi, mình sẽ mở xem lại nhé. Tại vì trận hồi nãy mở là xem nó hơi bị lắc anh em. Rồi đây anh em nhìn lại này. Đánh kiểu này anh em tha hồ thả diều nha. Này nếu mà anh em kích được cái con bét mà tử tâm thiên linh á, thì nó còn búp cho anh em thêm được một cái lớp khiên ảo. Hình như mình nhớ anh em mà búp nâng cái con đấy lên 12 sao thì nó sẽ búp cho anh em một cái lớp khiên ảo khoảng 70% hay là 80% max HP ấy. Thì nó sẽ còn trâu hơn nhiều. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ cho anh em thêm một cái phong cách chơi mới của cái con ép chí anh em nhé. Thì còn thì về đương nhiên là anh em sẽ có ngoài đó kia thì có nhiều anh em còn nhiều cái phong cách chơi mới lạ hơn. Thì anh em có thể là comment xuống bên dưới. Anh em mình sẽ cùng trao đổi xem cái phong cách nào mà nó hay và nó hiệu quả hơn và phù hợp với những cái class nào, để mà mình có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà chơi MU tới cộng đồng chơi MU nói chung và những anh em mà chơi ép chí nói riêng. Đó. Thì mình cũng có tạo một cái nhóm Zalo cũng như là nhóm Facebook để mà chia sẻ những kinh nghiệm trong suốt cái quá trình mình chơi game và mình nghiên cứu cái trò MU này. Thì anh em có thể là kéo xuống cái phần mô tả và anh em đăng ký để join vào các group anh em nhé. Ok, xin cảm ơn và chào tạm biệt các anh em.